Ok, hello, what's up anh em? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kid Mê Game nha anh em ơi. Ua, cái gì ấy, cái gì ấy? Ê, đây là anh gì ơi, anh gì ơi. Thế nào vừa vào đang định vừa hello anh em cái mà tôi được ất nào rồi vám mình cũng trượt rồi phản láo ở đây thì chết rồi. Ảo thế nhở? Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Rồi thì hôm nay 29 Tết rồi nha anh em. Đó, thì không biết là anh em tình hình như thế nào. Còn kênh mình thì có lẽ là mình sẽ làm hôm nay, ngày mai. Còn mùng 1 thì khả năng là mình xin phép mình nghỉ một hôm anh em nhá. Đó, còn sang mùng 2, mùng 3 thì có lẽ mình sẽ tiếp tục là update trở lại cho các bạn những cái phiên bản clean tốt nhất. Rồi, và cái đây có thể là bản gần như bản cuối cùng ở trong năm nay. Và anh em nhìn cùng mình này, Flusut đúng không? 1, 2, 3. Bạn thấy gì không ạ? Không bắt get key. Thì anh em phải hiểu đây là một cái phiên bản nhờ anh em bảo cây lép, cây lủng cái gì. Nói chung là bản này là bản no key. Thế cho nó nhanh, đỡ phải lằng ngoằng. Được chưa? Đó, thì cuối cùng săn mấy ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm được cho anh em một cái phiên bản no key. Tức là các bạn chỉ việc cài đặt, gỡ game Roblox trên máy các bạn ra. Được chưa? Gỡ cái game này ra này. Đó, sau đó tải về cái phiên bản Clean Flusut V78 ngày hôm nay thì sẽ là một cái bản no key cho anh em các bạn nhá. Đó, thì thực ra thì mình cũng phải nói trước với anh em như thế này, không anh em lại thắc mắc. Được chưa? Thì cái clean cái server quản lý cái get key của cái Flusut này nó ảo lắm. Có thể hôm nay không get key nhưng vài ba ngày sau nó lại bắt get key đấy. Nên là mình cũng nói trước anh em như vậy. Không, mình bây giờ bảo anh em không get key sau tự nhiên nó vài hôm nữa nó lại bắt get key đấy. Anh em lại bảo mình xà lơ. Ok chưa? Rồi đó, thì bạn nào mà đang cần phiên bản Flusut mà không bắt get key có thể trải nghiệm ngay và luôn cho mình cái bản V78 ngày hôm nay các bạn nhá. Cực kỳ ngon luôn. Đó. Để các bạn có thể tiện trải nghiệm. Đó, thì link tải về của cái này mình sẽ để cho anh em tải về dưới phần mô tả video và phần bình luận của clip này. Được chưa? Đấy, anh em chỉ cần cài đặt vào là hiện lên như thế này thôi. Sau đó là các bạn bấm vào đây cho mình và bắt đầu các bạn có thể sử dụng một cái script menu hack ngày hôm nay nhá. Mình sẽ dán thử nó vào đây như thế này. Đó, anh em nhớ là dán đầy đủ ấy, mình sẽ bấm vào đây. Đó, bấm đây một lần nữa, chọn executor và cuối cùng các bạn chọn execute cho mình. Và khi bấm xong thì các bạn đợi cho mình một chút nhá. Đó, thì cái bản ngày hôm nay mình muốn giới thiệu và đem đến cho các bạn sử dụng đó chính là phiên bản Zerg Hook. Thì Zerg, YouTube Zerg và bản beta version. Và đặc biệt của bản này anh em chắc là các bạn nhận ra rồi đúng không? Đó chính là cái gì ạ? Nó không bắt get key nha anh em. Đây, anh em phải nhìn thấy này, dịch chuyển đảo cái thứ này. Đó, không bắt get key. Và cái thứ hai quan trọng nhất, nó là menu tiếng Việt. Như anh em phải nhìn thấy này, định vị trái, định vị trước các thứ này, bật lên nhá. Đó, xoay một vòng xem có trái nào xuất hiện không. Đó, nếu như mà nó không có thì chúng ta lại tắt nó đi. Còn nếu mà một khi nó có nhá, anh em chọn nhặt trái ác quỷ cho mình một phát, ngay lập tức nó sẽ bay đến cái chỗ có trái ác quỷ rơi ở trên server của các bạn và nó nhặt cho anh em. Đó, cả mua trái các thứ này. Đó, hỗ trợ các bạn delay. Được chưa? Delay này anh em thấy không? Đó, hỗ trợ áp tộc V4 này. Đó, thì các bạn có thể sử dụng đem cái bản này cho bạn bè của các bạn cùng sử dụng, 3 người nhá, để hoàn thành nhiệm vụ áp tộc V4 nhá. Mic miếc các thứ là có đầy đủ này, vào là hải tặc này, hốp này, đổi server này, tìm trăng tròn full mon cho anh em này, tìm đảo bí ẩn này. Đó, ở phần main hỗ trợ anh em đầy đủ như là việc farm, chọn vũ khí, cày cấp độ này. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ thử farm, mình đang hiện tại đang ở chỗ đảo bôn, tức là đảo xương ấy. Thì mình sẽ farm xương thử nhá, cày xương này, bấm này. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ bay đi. Đó, và bắt đầu nó nhận ở đây và nó farm xương cho anh em này. Vừa nhận nhiệm vụ vừa farm xương nhá. Và tốc độ farm anh em phải nhìn này, farm cực nhanh luôn. Đó, bạn thấy chưa? Mà nó farm này, farm cái kiểu này nó sẽ không làm lag server, nên các bạn có thể treo máy được rất lâu và không bị lag nhé. Và đặc biệt mình thấy cái bản này này, nó có một cái điểm hay, đó chính là cái gì ạ? Nó không quá là nặng. Đó, thì khi nhân vật của các bạn chơi nó cứ thế này tà nó đi farm này thôi. Đó, và mỗi lần farm nó gom được rất rất nhiều luôn. Đó, anh em thấy chưa? Ngon nữa đúng không? Đúng không? Đấy, còn chọn boss này, chọn nguyên liệu này. À, tiếp theo là có định vị đảo Kitsui, dịch chuyển đảo Kitsui và nhặt lửa linh hồn Azu Amber cho anh em này. Đó, mua thuyền, treo thuyền này. À, full nhiệm vụ Sea Event, Terror Shark, Paranha, cá mập Fit Crew. Được chưa? Sea Beat các thứ cho các bạn đầy đủ này. Úi trời ơi. Này, có cả bay đến đảo bí ẩn nhá, thì các bạn bấm vào đây cho mình. Nếu trong server các bạn đang có đảo bí ẩn nó sẽ bay đến chỗ đảo bí ẩn cho anh em luôn. Đó. Được chưa? Ok, tiếp theo ở đây có cả nhìn trăng, bật tộc, nhấn phím này, với kép là tự động dịch treo thuyền ấy. Đó, lấy kiếm Yama, lấy kiếm Tushita, lấy bóng tối này. Cái full kit này là hỗ trợ anh em lấy Katakuri V2, mua haki màu, thắp sắc, sắp sáng đuốc Tushita, các thứ là có hết cho anh em nhá. Ít len các thứ là ok nhá. Đó, anh em thấy là đây, bạn nào mà đang thích một phiên bản tiếng Việt mới thì có thể trải nghiệm thử với cả bản này. Và đặc điểm chính của ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn, thứ nhất là một clean Flusut V78 không bắt get key. Thứ hai là một phiên bản script menu hack full tiếng Việt cũng không bắt get key luôn. Quá tuyệt vời trong phiên bản lần này rồi đúng không? Mình xin nhắc lại một lần nữa, link tải về của cái bản các bạn đang xem mình sẽ để các bạn tải về dưới phần mô tả video, phần bình luận của clip này các bạn nhá.